Huyện Mỏ Cày Nam xác định năm 2022 là năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025, là năm tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau dịch COVID-19, đồng thời thực hiện cho hoàn thành nhiều chương trình, dự án, mục tiêu quan trọng của huyện. Trong quý 1, dưới sự lãnh đạo sâu sát của huyện ủy, sự tập trung quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị đã cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết huyện ủy năm 2022 đạt kết quả khả quan. Theo đó, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 35 đảng viên mới, xây dựng đạt 5 chi bộ ấp, khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp đạt 938 tỷ đồng, thực hiện tốt chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP theo chủ trương của tỉnh. Hiện toàn huyện 21 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thực hiện đạt 1.062 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ, vận tải thực hiện đạt 1.155 tỷ đồng, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng thực hiện đạt được 13,5 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã phát triển mới được 105 hộ kinh doanh cá thể và 12 doanh nghiệp. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chỉ đạo triển khai kịp thời, quyết liệt, đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Ngay từ đầu năm thì tiếp thu cái tinh thần nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy Mỏ Cày Nam cũng đã rất là nhanh chóng cụ thể hóa thành cái nghị quyết của huyện để triển khai và tổ chức thực hiện. Gắn với đó thì Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo và tổ chức thành một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân của huyện với cái chủ đề là đồng thuận, sáng tạo và phát triển, gắn với cái việc là quán triệt thực hiện chính cái nhiệm vụ trọng tâm 22 cái chỉ tiêu cơ bản và 27 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu theo tinh thần nghị quyết của huyện ủy năm 2022. Cùng với đó là tổ chức phân công giao việc cụ thể cho từng thành viên, các đồng chí cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở để tổ chức thực hiện. Với chủ đề đồng thuận, sáng tạo, phát triển theo tinh thần nghị quyết của tỉnh ủy năm 2022, huyện ủy Mỏ Cày Nam đề ra 22 chỉ tiêu, 27 nhiệm vụ giải pháp thực hiện một cách đồng bộ quyết liệt. Bên cạnh đó là phát huy mạnh mẽ tinh thần đồng khởi mới, theo phương châm hai chân ba mũi trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra của năm. Huyện ủy cũng như là Ban Thường vụ huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo quyết liệt các cái nhiệm vụ đồng bộ, các cái nhiệm vụ giải pháp. Trong đó là tập trung vào cái công tác xây dựng đảng với trọng tâm là nâng cao chất lượng của cán bộ đảng viên, huy động cái sự vào cuộc của toàn thể người dân trên địa bàn để góp sức cùng với đảng bộ, cùng với chính quyền thực hiện tốt cái nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Nghị quyết năm 2022 của huyện ủy Mỏ Cày Nam đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển các tổ liên kết, tổ hợp tác xã, phát huy lợi thế kinh tế địa phương, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án, công trình, hạ tầng, phát triển đô thị của huyện, quan tâm thu hút đầu tư và phát triển lĩnh vực du lịch, triển khai thực hiện đề án du lịch làng dừa Mỏ Cày Nam, mời gọi đầu tư, lập quy hoạch dự án khu dân cư nông thôn gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch tại cồn Thành Long, xã Thành Thới A, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đồng khởi Bến Tre tại xã Đình Thủy.